trăm mấy đến 600 đó để đóng tiền trọ. Còn tiền xe buýt em phải đi đến trường và từ trường đến chỗ làm, hoặc từ chỗ làm về nhà thì cũng một tháng cũng phải 300 mấy. Nên thì em cũng còn được 800 mấy. Hàng ngày thì em phải chi khoảng 30 ngàn một ngày. Thì đi ăn uống rồi photo tài liệu nữa. Cho nên nó cũng ăn uống cũng vừa đủ. Thì mua gạo thì cũng vừa đủ nên ăn hết, nhưng mà mua nhiều quá thì hụt tiền tháng đó, nên mình không có đủ tới trụ tới cuối tháng tới lãnh lương được. Ngày nó mới tới lãnh lương. Lúc đó em vẫn còn có 20.000 trong túi à. Và nếu mà đi làm hàng ngày á, đi làm tới trường, đi lên tới nhà chỗ làm thì tiền xe buýt cũng khoảng hết 10.000 rồi, 10-15.000. Còn khoảng chừng 5-6 ngàn thì em có thể là mua một bó gạo để trụ được hai ngày, một ngày, sau đó qua nhà phòng trọ kế bên đó thì mượn chừng 10-20 ngàn thôi, chứ mượn nhiều quá thì không có tiền trả, tài chính không có. Cho điều thiệt về các như về mặt như là máy tính, điện thoại hoặc là đi lại của họ, trong khi dụ như mình ở xa thì mình đi xe phải đi sớm hơn để tới trường. Nhiều khi bắt xe buýt cũng hụt nên là về trường trễ đi học đấy. Nhưng mà em thấy nó cũng không sao. Mình chịu cực bây giờ thì sẽ sướng sau này. Nên là cái vấn đề mà hơn thua với bạn bè thì em cũng không dám nghĩ. Tiểu em là cố gắng phấn đấu đạt được cái ước mơ của mình là cái ngành em đang học. Ra trường có thể kiếm được một cái công ty nào đó xin vào để có lương ổn định hơn, có thể xây được ngôi nhà nào đó cho ba mẹ ở. Chứ nhà lại đừng về quê đỡ cực, chứ ở trên Lâm Đồng nó lạnh, đêm lạnh lắm.